đủ anh tâm sự nhiều hơn với quý vị về kia. Dạ, kính thưa quý vị, khi mà Đông Quân được lời mời của má Thúy Uyển, Đông Quân cảm thấy rất là hạnh phúc. Đông Quân nghĩ rằng hình như đây là ông trời đã cho mình được cái điều này. Và Đông Quân đã cầu nguyện suốt 16 năm. Dạ, 16 năm để ước mơ đến với đất nước Mỹ. Đây là ước mơ của gia đình Đông Quân. Đông Quân còn nhớ lúc còn nhỏ xíu, Đông Quân, ba mẹ Đông Quân đã mất lúc nhỏ, cho nên là bà ngoại rất là mong Đông Quân được đến Mỹ. Có hồi xưa có dựng biên lúc đó nhỏ xíu, và lúc đó không được. Rồi sau đó ước mơ, và đến ngày hôm nay Đông Quân đã thực hiện ước mơ của gia đình, đem lại cái niềm tự hào của gia đình khi được đứng nơi đây. Đông Quân được chụp hình ở sân khấu này cũng như ở những nơi của Mỹ, gửi về cho gia đình cảm thấy hạnh phúc lắm. Và Đông Quân đã không biết nói gì hơn là cảm ơn. Đây là cặp đôi song ca rất là ăn ý và rất là thân thiết, và khi biết là cả hai như muốn khóc, muốn vỡ hòa và không còn cảm xúc nào nữa. Thưa quý vị, anh Đông Quân chính là cháu ngoại của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Đông Quân, chị Thủy Vân muốn chia sẻ một vài lời chứ ạ? Dạ, Thủy Vân xin trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Dạ, thật sự thì khi mà con và Đông Quân được đứng trên sân khấu này thì bao nhiêu cảm xúc đều vỡ hòa hết. Không thể lời nào có thể kể được cái tâm trạng của tụi con. Rất là hạnh phúc. Phải nói là chúng con cảm ơn tổ nghiệp và cảm ơn má Thúy Uyển đã rất là nhiều khó khăn mà xin cho con cái visa là B3 để được qua đây đứng trên sân khấu này, được hát cho tất cả quý vị. Đó là cái niềm hạnh phúc của con và Đông Quân. Và hai chị em ngày đầu tiên đặt chân đất Mỹ là không có ngủ mà chỉ có khóc thôi và nắm tay nhau để cầu xin tổ nghiệp, cầu xin tất cả quý vị khán giả yêu thương chúng con và mong là sẽ được gặp tất cả quý vị được nhiều lần hơn. Cảm xúc của anh chị cũng giống như cảm xúc của anh lần đầu tiên tới, và các anh chị em bảo nhau thực hiện đúng như thế, là bước trên máy bay nhận visa P3 là loại diện visa đi làm việc thưa quý vị, chứ không phải là visa du lịch mà qua đây cam mà bị phát hiện ra là sẽ không có được qua nữa. Là nhận mà visa xong thì rồi mua vé xong bước trên máy bay và phải qua đến hải quan của Mỹ và đặt chân lên taxi đi về trong đây thì mới dám thông tin Facebook. Dạ đúng rồi ạ. Còn trước đó là im lìm không dám nói một điều gì. Rất là cảm động nhé. Xin được đón chào hai anh chị đến với chương trình nhé. Chị Thúy Vân sẽ còn cống hiến cho quý vị một tiết mục đặc sắc nữa, nhưng chị sẽ phải thay bộ trang phục rồi nhé. Bà không muốn con sống như Nguyễn Quế. Không phải vì bà không thương nó, nhưng đó là nghệ sĩ. Nó có thể mang đến hạnh phúc cho con được không? Ba và ba Nguyễn Anh là bạn thân giao với nhau. Bà muốn con về gia đình đó có sự nghiệp giàu sang và sung sướng. Sai lầm. Vì cái suy nghĩ sai lầm này mà 26 năm rồi bà sống trong lo âu và ân hận. Bà lo là khi sự việc đổ bể ra ba có còn xứng đáng là ba của con không? Bà ân hận vì lòng ích kỷ của mình. Bà cầu xin ơn trên tha thứ cho ba. Hãy lấy đi của ba sức khỏe, hãy lấy đi của ba tuổi thọ để cho con trai của ba được hạnh phúc. Hạnh phúc. Ba có biết gì là ích kỷ của ba? Mà ba đã cướp mất đi cuộc sống của con. Ba làm đau khổ Nguyễn Ánh. Ba làm mất đi hạnh phúc của Nguyễn Quế.
đã cướp mất đi đứa con gái đầu lòng của cô nữa không ba? Nó còn sống. Bất hạnh nó còn sống. Bà nói cái gì? Nó là con Hải Yến. Người quê dưỡng nó cho bà biết. Hải Yến? Bà xin lỗi con. Bà xin lỗi Nguyệt quê. Còn Nguyệt anh, bà được gặp Huynh Huy nói chuyện với ba rất nhiều. Bà sẽ làm hết sức của mình để chuộc lại lỗi lầm với Nguyệt anh. Một lần nữa bà xin lỗi hai con. Cha mẹ sẵn sàng tha thứ hết những tội lỗi của con mình. Chẳng lẽ con cái không làm được điều đó với cha mẹ sao? Gì ba nói là có thật không? Đó là sự thật. Chính ba của anh và ba của Quyền Anh đã áp đặt tình yêu, làm cho bao nhiêu người phải đau khổ không lối thoát. Chuyện con Hải Yến là bất hạnh em cũng mới vừa biết đây thôi, nhưng mà em muốn gặp ba để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sự của Hải Yến đó là bất hạnh con của mình. Nguyệt Anh, tôi nghe Hải Yến nói là chị không chấp nhận nó là con dâu của chị. Tôi xin chị, tất cả mọi lỗi lầm tôi sẽ lãnh hết. Tôi chỉ xin chị hãy ban cho tôi một ân huệ thôi. Chị hãy để cho Hải Yến và Minh Quy tụi nó tới với nhau đi chị. Đừng chia cách tụi nó nữa. Chúng ta đừng dẫm lên vết xe đổ sai lầm của ông bà nữa. Tôi xin chị. Mỗi người chúng ta có một định mệnh mà chúng ta phải tuân. Định mệnh khiến chúng ta hận thù nhau. Con chúng ta yêu nhau. Tôi quỳ dưới chân chị. Tôi xin chị, chị hãy chấp nhận của Hải Yến nó làm con dâu của chị đi. Chị hãy để cho nó có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tôi xin chị. Tôi xin chị. Tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Quang Trí, anh hãy gọi cho Minh Huy, kêu chúng nó chuẩn bị hôn lễ. Em và anh sẽ ly dị, trả anh về như Nguyệt quê. Em sẽ giao lại toàn bộ gia sản này cho Minh Huy. Em mong anh hãy giúp hai đứa nó để gây dựng cái sự nghiệp này. Có như vậy thì em mới yên lòng. Anh hứa. Một, hai, ba. Hẹn đến đó. Bác đã nói rất nhiều với anh. Và anh nghĩ rằng anh sẽ không là một thằng đàn ông hèn nhát chốn chạy nữa. Anh! Hôn nhân không tình yêu có thể sẽ
đem đến hận thù. Chỉ có tình yêu chân thành mới đem đến cho con người hạnh phúc. Đồng nhớ, chúng tôi có một ngoài khác là người tình trong tay, người vợ trên vai của kịch gia đạo diễn Nguyễn Minh Phương. Xin được khép lại tại đây với thông điệp nhân văn về tình người sâu sắc. Nếu mà tới nữa chú Nguyễn tôi giới thiệu cái vở kịch tới quý vị khán giả có ủng hộ cho tàu Việt Nam chú Nguyễn không ạ? À? Dạ xin cảm ơn nhiều người dạ. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã đến yêu mến và cổ vũ cho đại hội Minh Tinh Kỳ 11 của kịch đoàn Dân Nam Thư Viện ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị có được thật nhiều sức khỏe, có được thật nhiều tình cảm chân thành trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt, chúc một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại.